you one today, I feel so good. Đây, mình sẽ chỉ các bạn mới chơi nha. Mình ngày hôm qua mình up ở đây nè. Mình up quái nào hay là up ở đâu cũng được. Mình có nghe dụ mà up hợm, dụ gì up mấy cái cây ở nhà thì phải dưỡng ra được siêu giảm giá nha. Mình nhặt được siêu giảm giá ngày hôm qua up ngay đây nè. Ngày hôm nay ngọc nò đánh tới ở gà luôn. Xong muốn làm clip nãy giờ mà được. Ui ít hai kìa. Anh em vô up đi, ít hai kìa, ít hai kinh nghiệm kìa. Ít hai kinh nghiệm anh em up này, đừng gán up lên. Ui kìa, nãy mình đang 10 triệu mấy mà ta. Mình bị lỗi à, mình nhớ 10 triệu mấy. Mình còn mua cái găng nữa mà. Tiêu này ôi, nhưng mà nó bù được cái F2 mà chán, nó mất hết lỗi hết rồi. Mình up quá trời luôn, up hơn một ngày luôn. Cái giờ mất hết rồi. Rồi anh em có thể kiếm phiếu định giá ở con đường ấn độc hay là up ở ngoài bình thường không? Nhớ like, share, subscribe.